phía anh nữa. Mình xem còn có dao cắt thì thay thành một con dao cắt được. Tì nó vào cái đầu của cái máy ép cuốn ấy, thì em mới rút ra được. Thank you.
Như gọi Hải vậy. Ừ thì cứ gọi anh một câu để anh ấy biết anh ấy về sớm. Máy sấy nhá. Thank you.
cao lên. Cái này nó đẩy luôn vào trong. Vâng. Giảm sáng đi em. Cao tấm camera đi.
hay trong giờ làm chắc là vắng lắm ấy. Hầu hết là mọi người sẽ xem lại là chính. Em bảo ở cửa quán thôi. À, ở quán thôi. Trong giờ làm ấy chắc là ít người ra cắt. Còn trưa là chiều tối. Chiều khoảng 5 giờ ấy. Em làm gì có tóc bạc đâu. Giờ đã có tóc bạc có nhiều ấy hơi. Bạn rồi là chết rồi. Mà anh có cái ngôi của em cứ quay đi quay lại nó lại về ngôi đấy. Cứ đội xong cái mũ bảo hiểm là lại thấy nó về ngôi rồi. Về ngôi đúng không?
Nên được cái là cái tóc của em khi em cào lên là nó sẽ bồng ấy. Vâng. Nó lung tung nhưng nó vẫn bồng. Đấy, lúc nào nóng vén vào cái là mát rưỡi. Có về chồng bảo là như hai là đàn ông à. Không, em thả ra thì bình thường mà. Thả ra là xịn luôn đấy chứ. Như ơi, Như cầm anh cái đèn, à cái mày cái, bỏ cái đèn cái thôi. Cầm
đường không? Vâng. Cứ lại cũng được. Cho anh nhờ một chút. Không rõ lắm nhỉ. Ok.